always think of you when spring comes. Why always dream of you when spring comes? It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekend, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này là để thông báo cho là tập thể lớp của mình đó, mình đã vừa update xong cái số 11 của cái khóa học này. Đó là chúng ta sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để mà tự thay bầu trời cho video. Với cái những dạng video này thì chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Chúng ta có thể xử lý và ra được cái kết quả nhanh và giúp cho các bạn có thể đạt được cái hiệu quả cao trong gia công. Thì chúng ta cùng nhau đi xem qua cái bên trong cái update này nó có những cái nội dung liên quan gì nha. Thì các bạn có thể xem sơ qua được cái kết quả, đó là chúng ta có được một kết quả rất là nhanh. Chúng ta có thể đối bầu trời nhanh và thực hiện bắt dính chuyển động rất là tuyệt vời nha. Sau khi các bạn tải cái link của mình gửi qua mail về á, thì các bạn sẽ giải nén ra và bên trong này có ba cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là video bài giảng. Video bài giảng là những cái video hướng dẫn để xử lý cái update này, nói chung là những cái phần kiến thức cần thiết cho các bạn nắm. Cái thứ hai nữa là file thực hành, có nghĩa là toàn bộ cái project dự án của mình sẽ gửi cho các bạn. Và thứ ba là link in và phần mềm đi kèm, là mình sử dụng cái gì mình sẽ share trên đây để cho lớp của mình tải về và cài đặt để cho nó đồng bộ và các bạn có thể thực hành được tốt cái bài này. Mình có làm hai cái hệ thống chính, đó là cái kênh YouTube và cái trang web này. Trang web này thì mục đích của mình là chia sẻ những cái kinh nghiệm cho cộng đồng. Ngoài ra thì mình cũng có làm một cái khóa học kỹ xảo. Thì khóa học này mình sẽ giới thiệu sơ qua là nó gồm có một bộ gốc là mình soạn từ đầu, nó gồm 20 buổi. Và hiện giờ á thì mình theo thời gian thì mình cần update thêm nhiều kiến thức cho các bạn. Và xin lưu ý với các bạn đó là những update này là hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn học viên nha. Do vậy nên là các bạn chỉ cần đăng ký mua một lần và những update này hoàn toàn miễn phí, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Ngoài ra thì trên trang web này mình cũng có cập nhật những cái khóa học miễn phí. Các bạn nào chưa có nền tảng After Effects thì có thể chọn vào căn bản. Muốn thực hành cao hơn thì các bạn chọn vào nâng cao và có thể học về C4D cơ bản nữa. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau.